Hello và come back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nhá. Bro. Lego bro. Ok. Lego. Ba về ba. Ok, Lisa go ba. Team Matago. Solo của team Kamado. Let's go. Mình phải lên chiếm hữu thôi. Anh chàng người máy này. Oh my god. Oh my god. Sắp thắng rồi. Bảo vệ người máy này. Ok, đã thắng. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai. Lego Micros. Bắt lạc người dân. Anh ta thậm chí còn nô đùa với Superman. Let's go. Okay.
flat đây. Và mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Lego Pac-Man. Let's go. But love will conquer all. Oh, see you, my unbound. Are you sure it's a good idea to follow Killer Croc into his sewer? Okay. We've got to find out what he's up to. Let's go. Xoay mà không được. Ok. Anh chàng này đã biến đổi. Wow. Nice. Time to clean this place up a little. Okay, tiếp tục đi vào trong sâu. Wow. I'm going to try raising the water levels so we can get across. Nước đang dâng lên. Rồi, sau đó thì mình có thể nhảy sang đây. You did it.
Đó, các bạn có thể đánh nhau tiếp. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ tư. Here, look, Rex. Let's go. Oh my gosh, bị gạt sang rồi. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ 5. Lego, Star Wars. Rồi, mình sẽ tiêu diệt mấy cái này. Ok, tiếp tục cho vào thùng lọc thôi.
Rồi bắt đầu mở cửa ra. Đã đổi sang robot, bây giờ mình sẽ khởi động. Let's go. Sau đó thì lại mở cánh cửa ra. Tiếp tục. Ok. Hãy mở robot thế nào. Let's go. Đã đổi rồi. Let's go. Tiêu diệt anh chàng ra đây ạ. Ok. Sau đó các bạn có thể ra đây và mở tiếp những cánh cửa tiếp theo. Đó chính là cánh cửa này. Đây, ok. Lại phải tìm anh chàng robot khác. Anh chàng này chưa làm gì được. Sau đó lại đi đường tiếp, tìm tiếp một anh chàng robot nữa. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Super Bra. Tới hôm nay thì vào hơi chậm một chút, cho nên các bạn đợi một chút nha. Get ready to brawl! Bà về bà.
Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Let's go. Fire Chicken. Let's go. Oh man. Đổi sang 4-1 rồi. Hết đạn rồi. Ủa, team mình vẫn thua. Rõ mình bắn rất là nhiều người. Phải bảo vệ team mình thôi. Let's go. Tư người cơ mà. À, mình cũng cướp. Wow. Thua rồi. Bốn mốt. Wow. Oh my god. Okay, let's go. Double kill. Wow. Victory. Okay, victory, thắng rồi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Lego, Lizago. Thank you.
podcast của nó. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Lego, Pac-Man. Wow, what's up with you guys? How you guys feeling? Pretty comfortable and impressed. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Lego DC, Superhero. Harley Quinn, wow. Let's go. Sau đó thì mình sẽ nhập vào trong. Thì mình sẽ lên trên này. Và tiếp tục giải mã tiếp. Đó là các bạn cứ đi tiếp và làm theo nhiệm vụ tiếp theo.
Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Lego City. Tiếp theo để các bạn có thể làm trong tựa game này. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Lego Marvel. Let's go. Ok, let's go. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.